Làm con ma trong phòng tôi cũng không dễ dàng. Một đêm bình thường của tôi thức tới sáng. Chờ từ sáng tới giờ không thấy ngủ luôn á trời, nản thiệt chứ. Làm ơn ngủ đi cho người ta hoạt động đi bà, trễ giờ trễ giấc của tôi hết rồi. Rồi xong trời sáng luôn rồi. Giữa đêm mà còn lướt top top cười khùng cười điên. Rồi ai sợ ai trời. Nó như vậy rồi là mình nên sợ nó hay là nó nên sợ mình trời. Mày khùng hả mẹ? Mày hù rồi tao hết hồn rồi tao ngủm rồi ai chơi với mày? Hồi mày còn sống mày có hay bị người ta chửi không? Mà sao bây giờ mày ngủm rồi mà mày còn chọc tao chửi với vậy mẹ? Ê quánh chén tỏi không mẹ? À mà ví dụ như mà tỏi phi á là mày có sợ không hay là mày chỉ sợ tỏi sống thôi? Bây giờ tao ngủ nha mẹ. Sáng mai á đúng 6 giờ mày đè tao một cái cho tao dậy nha, tao đặt 20 cái báo thức rồi mà tao sợ báo thức kêu tao không nghe. Nhớ nha, đè một cái thôi nha má. Đè nhiều quá ngộp thở dậy tao chửi á. 24 độ bị lạnh quá không tao tăng nhiệt độ lên cho nha. Hay là mày lên giường mày ngủ với tao luôn đi. Chứ tao thấy mày ngồi góc đó nhìn mày sợ ma quá. Khuya các em đi kiếm đồ ăn. Trời ơi sao mà phiền dữ vậy. Ê hay là bà chi tiền nhà đi. Tính ra bà ở cái nhà này còn nhiều hơn tôi nữa. Tôi còn đi ra đường đồ bà là bà ở chết ở đây miết à. Ê bạn mình chưa bắt bạn chi tiền điện là mấy nha dần. Điện đốm trong nhà mà hư là mình bắt phền bạn á nha. Bạn không có tiền là mình chi ra góc gác dòng họ bạn mình tìm tới nhà dòng họ bạn mình đòi tiền nha. Tắt nước liền giùm mình đây bạn ơi. Mình đã có lòng mình không có bắt bạn chi tiền nước rồi mình thấy bạn không có xài nước. Mà đêm nào bạn cũng mở nước róc rách tẩm tẩm như thế này mình không có sợ mà mình bắt bạn chi tiền nha. Nói một lần nghe đi trời ma mày lì quá. Giờ chắc phải bỏ đi nhà khác quá. Thôi ở lại đi đi, có người nói chuyện cho đỡ buồn. À bà cũng phải là người hả? Nhưng mà thôi có để nói chuyện thôi cũng được. Ở mình ên buồn lắm thiệt. Ê mai đám bạn tôi qua chơi có con nhỏ tôi ghét nữa. Bây giờ tối bà hù riêng một mình nói giùm tôi nha. Để tôi dụ nó ngủ lại nhớ hù nó nha. Ê nghe nhạc có dễ ngủ không? Hồi đó mà lúc mà mẹ còn sống á là cái bài gì hot. Bây giờ nói đi tôi mở cho nghe. Hay là mình nghe mấy cái tiếng rồi tiếng suối róc rách được cho dễ ngủ không? À nghe kinh không dễ ngủ á. À quên xin lỗi nha. Làm con ma trong phòng tôi cũng không dễ dàng phần 2. Ê mẹ nói một lần nghe. Tao mới lau nhà mày đi mày đừng để lại dấu chân giùm tao đi. Sao mà đi lúc nào cũng để lại cái dấu chân dơ ở trong nhà không mà sao chân sình lầy không à. Coi chừng tao kêu thầy tới nha mày. Ê mẹ tự nhiên tao nghĩ ví dụ mà tao niệm chú là mày có bị nhức đầu không? Mà ví dụ mày nhức đầu tao thay vào gió cho mày có hết không ta? À đúng rồi thay được đâu. Mày đâu có hình thể đâu thay vào gió quên. Ê bà bay xa xa cái máy lọc không khí ra nha bà. Coi chừng nó hút bà vô đó là siêu thoát luôn bà nội ơi. Ê mạ, lên clip tớp tớp chung với tao không? Tao lập kênh cho mày luôn nha. Ê mà cái máy nó lấy hình mày được không ta? Chắc được á. Mạ, mày luyện đồ đạc trong nhà tao được mà đúng không? Lấy giùm cái áo, luyện tới đây tao làm biến đi lấy quá à. Tao thấy mày bóc ghế, bóc đồ quăng được. Mày quăng cái áo đi, tới đây giùm tao đi, cảm ơn. Ê mai tao đi đầm sen á, đi nhà ma chơi không? Gì vậy trời ơi. Ê, hồi mày ở trong phòng tao á, lâu lâu mà tao xì hơi đó mày có thấy thúi không? Có hửi được không cha? Ê mạ, hồi mày còn sống là đã có mấy cái món mà bún đậu mắm tôm bánh tráng trộn rồi xà lách rồi chưa? Ăn thử mũi nào tao làm mâm tao cúng cho mày ăn thử. Ê tao nói trước rồi tao ngủ xấu tính lắm á, lúc tao ngủ đừng có lục đục ồn ào, tao thức dậy ra tao đập ra đừng có trách tao à. Ê mai tao đi Đà Lạt tuần lận, ở nhà đi đừng buồn mà đừng theo tao lên đó nha, mấy đứa trên đó dữ lắm. Đó ở nhà là để sẵn trái cây với sữa đồ hết này nọ rồi, khi nào muốn ăn á tự ra thắp nhang tự ăn nha. Đó dặn trước rồi đó. Trời ơi nhanh trả hết nợ cho cái thằng này rồi đi đầu thai đi chứ mệt quá rồi.